Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Hai Chi DIY. Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2020. Không biết là mọi người đã có kế hoạch gì cho năm mới chưa? Chi thấy đa phần những ai mà ở xa quê thì sẽ được về quê ăn Tết, đoàn tụ lại với gia đình của mình. Còn lại đa phần mọi người sẽ lên kế hoạch để mà đi chúc Tết gia đình này, chúc Tết bạn bè, cũng như là đi du lịch với những người mà mình thương yêu. Còn mọi người thì mọi người đã có kế hoạch gì cho năm mới chưa? Nếu mà mọi người chưa có kế hoạch gì á thì tại sao không cùng Chi trang trí Tết cho ngôi nhà của mình có thêm không khí vui vẻ, rộn rã và phấn khởi để mà đón chào năm mới. DIY đầu tiên, Chi sẽ làm chiếc quạt từ bao lì xì. Chúng ta cần 6 chiếc bao lì xì, một ít hoa đào, dây treo chúc mừng năm mới. Đầu tiên, Chi sẽ dùng cái hai mặt để dán bao lì xì theo hình chiếc quạt. Sau đó bấm lỗ rồi treo dây chúc mừng năm mới vào. Tiếp đến là dán hoa đào vào chiếc quạt vừa làm bằng keo nến. Cuối cùng là Chi sẽ bấm một cái lỗ và dùng dây đỏ cột lại để có thể treo nó lên. DIY tiếp theo mà Chi sẽ làm là mô hình bánh chưng từ hộp quà và giấy màu xanh. Đầu tiên Chi gói hộp quà hình chữ nhật bằng tờ giấy màu xanh. Nếu giấy gói của mọi người không đủ giống như Chi thì cũng có thể gói một cách chắp vá giống như Chi nha. Sau khi gói xong, Chi sẽ dùng dây ni lông màu trắng để gói lại cho giống một chiếc bánh chưng hơn. Cuối cùng là Chi sẽ dán từ giấy đỏ bạn sẽ như ý lên bánh. Ta-da, mọi người đã thấy nó giống như là chiếc bánh chưng thực sự chưa? Nếu mà đã làm bánh chưng thì không thể không làm bánh tét đúng không nào? Chi dùng một miếng xốp bong bóng cuộn quanh chiếc bình nước cũ để tạo hình như một đòn bánh tét. Rồi sau đó Chi dùng băng keo trong để quấn cố định lại.
đến, Chi sẽ dùng giấy gói màu xanh lá ban nãy rồi gói lại cho giống đầu bánh tét hơn. Dùng dây ni lông màu trắng quấn lại theo cái cách mà mọi người vẫn hay gói bánh tét. Ngày Tết ở miền Nam thì không thể thiếu những cành mai vàng rồi đúng không nào? Chi cắt kẽm thành những đoạn nhỏ, uốn dẹp ở hai đầu, rồi sau đó Chi gắn hoa mai vào. Tiếp đến là gắn những đóa hoa mai vừa làm khi nãy lên nhánh cây khô mà Chi đã nhặt được. Để cây mai thêm lung linh và xinh xắn thì Chi treo thêm những đồng tiền vàng, ông thần tài câu đối chúc mừng năm mới vào, cũng như là treo thêm những chiếc bao lì xì đỏ đỏ này nữa. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video của Chi. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Hai Chi DIY để mà có thể theo dõi được nhiều video về DIY và trang trí. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.